Mỹ phẩm thương hiệu thanh mật Cosmetics được quảng cáo trên thị trường là sản phẩm chuyên làm trắng da, nhưng tin chắc nhiều chị em phụ nữ từ lâu nay tin dùng sản phẩm này sẽ phải tá hỏa với thông tin tiếp sau đây. Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết vừa phát hiện điểm sản xuất mỹ phẩm mang thương hiệu này với khoảng 1 tấn hàng hóa được kiểm tra cho thấy không có giấy phép. Cụ thể, lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận Cái Răng tiến hành khám xét tại căn nhà không số thuộc tổ 69 khu vực 10, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do ông Nguyễn Sĩ Hùng, 51 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, phát hiện thu giữ khoảng 1 tấn hàng hóa gồm thành phẩm mỹ phẩm Thanh Mây Cosmetics, dụng cụ trộn kem và nguyên liệu các loại. Quá trình kiểm tra khám xét, ông Hùng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hồ sơ công bố các sản phẩm mỹ phẩm đã và đang sản xuất. Hiện lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm và nguyên liệu có liên quan, tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.